Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Cương Thi Ngộ tính nghịch thiên, gia nhập nói chuyện phím bày kỳ dịp trần xuyên qua cương thi thế giới, trở thành cửu thúc đệ tử, đạt được nghịch thiên ngộ tính. Các ngươi luyện đạo Pháp, ta tu tiên Pháp. Đã là vương nổ bắt đầu, không nghĩ tới còn gia nhập nhóm nói chuyện phím. Linh huyển giới dịp trần gia nhập nhóm nói chuyện phím, nhạc bất quân. Linh huyển giới còn tưởng rằng có một đại lão tới tiểu long nữ linh huyễn giới so với võ hiệp thế giới còn kém hơn chiến xích hà linh huyễn giới cũng liền đánh đánh tiểu quỷ không có phụ giấy đào một kiếm cùng phế nhân đồng dạng hùng bá người mới có thể tại khu thương mại mua sắm của ta ba phần quy nguyên khí cam đoan tại các ngươi linh huyễn giới cạt cạt loạn sát dịp trần nhìn đám bạn bè đối với linh huyễn giới hiểu lầm yên lặng truyền lên hắn thôi diễn hoàng đình trường sinh kinh oảng đây chính là linh huyễn giới mà các ngươi nói rất lôi cuốn. Một quyển hoàng đình đại đạo kinh nhắm thẳng vào trường sinh. Trương Tam Phong Bái kiến đại lão mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Nghịch thiên ngộ tính, bái sư cửu thúc, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Nghịch thiên ngộ tính, bái sư cửu thúc, cầu hoa tươi, nhầm gia trấn, nghĩa trang. Văn tài thu sinh đứng ở hai bên, cửu thúc ngồi cao đầu. Bái tổ sư gia. Bái sư phụ. Theo thanh âm của thu sinh, dịp trần liên tiếp dập đầu. Lễ thành, dân trà cho sư phụ. Dịp trần đứng lên, cung kính đưa chén trà trong tay cho cửu thúc. Mời sư phụ uống trà. Dịp trần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thuận lời bái sư cửu thúc tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà xuyên việt đến cương thi tiên sinh thế giới, xuất hiện ở một chỗ loạn tán cương bên trong, còn gặp quỷ. May mắn cửu thúc làm việc trở về gặp được hắn đang muốn bị quỷ quái hút cạn dương khí, tiêu diệt quỷ quái đưa hắn về nghĩa trang. Được. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tam đệ tử của vi sư. Diệp Trần thân thể ngươi quái dị, dương khí tràn đầy, thích nhất là chiêu quỷ sau này ngươi nếu không muốn bị quỷ hút thành một cổ thây khô liền cố gắng tu tập mao sơn đạo pháp ta tự bảo vệ mình đi cửu thúc nói xong lấy ra mấy quyển sách ố vàng đưa cho diệp trần diệp trần mừng rỡ tiếp nhận chỉ thấy mấy quyển sách một quyển gọi là hoàng đình kinh một quyển gọi là mao sơn thuật một quyển gọi là mao sơn phụ lục ta căn bản không phải cái gì thể chất quái dị dương khí tràn đầy là bởi vì ta có nghịch thiên ngộ tính diệp trần thầm nghĩ xuyên việt sau khi tỉnh lại hắn liền thức tỉnh người xuyên việt ngón tay vàng đạt được nghịch thiên ngộ tính cũng chính là sau khi ngộ tính nghịch thiên thức tỉnh trong thiên địa nổi lên từng trận âm phong quỷ quái theo dõi hắn nhưng mà cái gì cũng không hiểu hắn cho dù có nghịch thiên ngộ tính đối mặt quỷ quái cũng là bó tay không biện pháp nếu không cửu thúc xuất hiện hắn có thể sẽ mang theo ngộ tính nghịch thiên chết ở loạn tán cương cửu thúc có một điểm không có nói sai chính là hắn bởi vì ngộ tính nghịch thiên, đích xác rất được quỷ yêu thích. Hồn phách của hắn tuyệt đối là vật đại bổ của quỷ quái. Cũng bởi vậy, Diệp Trần mới nói cái gì cũng phải bái cửu thúc làm sư phụ, trước tiên học một ít đạo pháp bên người rồi nói sau. Đa tạ sư phụ ban phát. Diệp Trần đè xuống xúc động lập tức lật xem những quyển sách này. Ngộ tính nghịch thiên cũng không biết hiệu quả học đạo pháp như thế nào. Phải mau sơn ta lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình vi sư truyền đạo pháp cho ngươi nhất thiết không được làm ác nếu không tất bị trời phạt ngươi trước tự chủ học tập vi sư nhìn xem ngươi ngộ tính như thế nào thích hợp tu hành cái gì đạo pháp cửu thúc nói xong liền không để ý tới dịp trần nữa đứng dậy rời đi thu sinh cùng văn tài đi lên đầu tiên là chúc mừng dịp trần một phen tiếp theo ba người đem pháp đàn bái sư bỏ đi pháp khí cất kỹ xong việc ba người cũng rời khỏi đây nghĩa trang kỳ thật không có chuyện gì thân là đệ tử mao sơn cũng là đạo pháp tu hành đứng đầu thu sinh đi luyện quyền văn tài cũng đi luyện tập vẽ phù còn cái gì cũng không biết dịp trần cầm cửu thúc cho ba quyển sách trở về gian phòng của mình bắt đầu mở ra quyển thứ nhất hoàng đình kinh nhìn lên hoàng đình kinh là kinh văn chủ yếu của đạo môn thượng thanh phái kiếp trước dịp trần nghe nói qua nhưng là lại không có xem qua sau khi mở ra diệp trần phát hiện đây là một quyển kinh văn dạy người ta cách điều dưỡng thân thể dưỡng sinh bất quá thông qua lúc trước cùng thu sinh văn tài nói chuyện diệp trần biết trên thực tế cửu thúc cho hắn ba quyển sách vô dụng nhất chính là cái này hoàng đình kinh bởi vì trong hoàng đình kinh vừa không có phương pháp tu luyện cũng không có phương pháp bắt quỷ về phần phương pháp dưỡng sinh dùng lời văn tài mà nói sư phụ đều là một bộ dáng ống yếu hoàng đình kinh hữu dụng mới gặp quỷ hoàng đình kinh văn tài thu sinh để diệp trần nhìn là được rồi ta có ngộ tính nghịch thiên hoàng đình kinh đối với văn tài thu sinh bọn họ vô dụng đối với ta mà nói chưa chắc mang tâm tình như vậy diệp trần bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hoàng đình kinh nói hoàng đình kinh vô dụng có lẽ là văn tài thu sinh không hiểu hoàng đình kinh quý giá dù sao đây cũng không phải thế giới bình thường mà là một cái có quỷ thần cương thi linh huyễn thế giới là đạo kinh điển của phái thượng thanh hoàng đình kinh hẳn không phải là thứ lừa dối người đời trước hy vọng đệ tử thứ ba này có thể cho ta một ít kinh hỉ sau khi cửa phòng dịp trần đóng lại cửu thúc liền xuất hiện ở đây hai đệ tử của hắn văn tài và thu sinh xem như phế đi hai người đều không có cái gì tu đạo thiên phú sớm nhất thu sinh theo hắn ba năm nhưng hôm nay đạo pháp liền nhập môn đều coi như không được không chỉ là vấn đề thiên phú chủ yếu nhất là hai người tản mạng đã quen đi theo hắn tu đạo pháp cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn nhưng cửu thúc có thể phát hiện dịp trần bất đồng dịp trần muốn bái hắn làm thầy không chỉ là bởi vì dương khí tràn đầy dễ dàng chiêu quỷ vấn đề hắn có thể phát hiện dịp trần bái sư là thật sự có một viên hướng đạo chi tâm một lòng tu tập đạo pháp trong phòng theo dịp trần bắt đầu nghiên cứu hoàng đình kinh hắn nghịch thiên ngộ tính phát động hết thảy đều bất đồng hắn tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo, phản phất thượng đế gốc nhìn trạng thái, thế gian hết thảy đều ở trong mắt của hắn biến mất, chỉ có Hoàng Đình Kinh còn ở. Ở trước mắt của hắn, chữ trên Hoàng Đình Kinh từng cái bay ra, ở trước mắt hắn hư không hình thành từng cái phát sáng chữ to, phát ra thần bí ba động. Càng thần kỳ chính là, theo những chữ này từ trên sách bay ra, bọn họ phản phất đang một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành kinh văn mới. Diệp Trần trong lòng hiểu ra, đây cũng không phải là đã xảy ra chuyện thần kỳ gì chẳng qua là dưới tác dụng của ngộ tính nghịch thiên hắn từ trong hoàng đình kinh lĩnh ngộ ra thứ lợi hại hơn dưới tác dụng thần kỳ của ngộ tính nghịch thiên phương thức đọc và lý giải của hắn trở nên không giống bình thường phản phất hết thảy đều không liên quan đến hắn nhưng kỳ thật hết thảy đều là phát sinh trong ý thức của hắn người đọc hoàng đình kinh từ hoàng đình kinh lĩnh ngộ ra hoàng đình trưởng sinh kinh thời gian cũng không biết qua bao lâu bị vây không minh trạng thái diệp trần trong đầu bỗng nhiên sinh ra như thế minh ngộ cùng lúc đó một thiên thoát thai tại hoàng đình kinh công pháp ở trong đầu của hắn xẹt qua khắc ở trong lòng của hắn hoàng đình trường sinh kinh diệp trần trong lòng vui vẻ lập tức từ trong trạng thái không linh rời khỏi ps sách mới ngày đầu cầu một làn sóng số liệu cảm thấy quyển sách này còn có thể thư hữu thỉnh cho quyển sách quăng lên dù là một đóa hoa tươi một trương đánh giá phiếu, hoặc là bình luận khu hồi phục, để cho tác giả quân biết có người xem quyển sách này. Chương 2 Pháp lực Khiếp sợ cửu thúc, cầu hoa tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Pháp lực Cửu thúc khiếp sợ, cầu hoa tươi, ngộ tính nghịch thiên, dịp trần cuối cùng cũng hiểu ngộ tính của mình nghịch thiên cỡ nào nguyên bản chỉ là dạy người làm sao điều dưỡng thân thể dạy người dưỡng sinh hoàng đình kinh ở dưới ngộ tính nghịch thiên của hắn trực tiếp lĩnh ngộ ra hoàng đình trường sinh kinh có thể khiến người ta trường sinh sinh kinh của hoàng đình trường đối với thế giới linh huyễn này mà nói đã là tồn tại siêu cương phải biết rằng cho dù là nguyên bản hoàng đình kinh coi như có thể học thành bên trong đồ vật cũng bất quá là làm cho người ta nhiều hơn 10 năm thôi trong lúc nhất thời dịp trần tinh thần đại chấn đối nghịch thiên ngộ tính có nhận thức rõ ràng ngộ tính nghịch thiên không phải để cho hắn học tập đạo pháp sự bán công bội mà là có thể để cho hắn ở trên cơ sở đạo pháp lĩnh ngộ ra thứ càng ngưu bức hắn không có vội vã đi xem mặt khác hai quyển sách mà là trước tu luyện khởi hoàng đình trường sinh kinh đến dù sao lĩnh ngộ là lĩnh ngộ ra nhưng rốt cuộc có lợi hại hay không còn phải trải qua thực tiễn để kiểm nghiệm lần tu luyện này hoàng đình trưởng sinh kinh cũng không biết thời gian trôi qua thẳng đến khi trời tối văn mới đến gõ cửa kêu ăn cơm diệp trần mới lưu luyến không rời bước ra khỏi phòng của mình không sai cửu thúc gật đầu sự chăm chỉ của diệp trần đã nhận được sự tán thưởng của hắn hai tên phế vật các ngươi phàm là có diệp trần một nửa dụng công bây giờ cũng không đến mức đạo pháp vẫn là nửa vời lập tức cửu thúc liền mắng văn tài và thu sinh sinh ba người cùng nhau tu luyện Thu sinh đánh một bộ quyền liền chạy đến nhâm gia trấn xem cửa hàng cho cô cậu. Văn tài vẽ buồn một hồi, cũng chạy đi chơi. Chỉ có Diệp Trần vẫn kiên trì hiện tại. Những thứ khác không nói, chỉ là cái này cổ tử chăm chỉ, về sau hắn truyền thụ trọng điểm sẽ đặt ở Diệp Trần trên người. Như thế nào, có thu hoạch gì không? Cửu thúc hòa ái nhìn về phía Diệp Trần. Trong lòng tự nhiên sẽ không cho rằng mới một buổi chiều thời gian, Diệp Trần liền có thể học được cái gì hắn hỏi như vậy ý tứ kỳ thật là hỏi diệp trần muốn học cái gì hay không phái mao sơn mặc dù nổi tiếng là bắt quỷ nhưng không có nghĩa là mao sơn cũng chỉ có thủ đoạn bắt quỷ đạo môn ngũ thuật sơn y mệnh tương bói mao sơn phái tự nhiên đều có chẳng qua là các môn phái am hiểu bất đồng mà thôi hắn ném mấy quyển sách cho diệp trần lại càng không phải hy vọng xa vời diệp trần có thể tự học thành tài chẳng qua là để cho diệp trần trước hiểu rõ mao sơn có thủ đoạn gì muốn học cái gì sư phụ này của hắn lại truyền thụ đang muốn thỉnh giáo sư phụ diệp trần nghe vậy dừng động tác ăn cơm lại nhìn về phía cửu thúc đối diện có cái gì nghi hoặc cứ việc nói ra vi sư giải đáp cho ngươi cửu thúc hai mắt sáng ngời đệ tử này quả nhiên chăm chỉ hiếu học phải biết rằng lúc trước thu sinh cùng văn tài hai cái này củi mục tại hắn hỏi thời điểm hoàn toàn là ngây ngẩn cả người, cuối cùng lắp bắp nói câu sư phụ an bài là tốt rồi. Giờ khắc này, cửu thúc căn bản không biết Diệp Trần muốn hỏi vấn đề, cùng trong lòng hắn nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng Diệp Trần sẽ hỏi hắn một số thứ trên đạo Pháp, ngoài trừ thủ đoạn bắt quỷ, nên học phong thủy hay là học tướng thuật. Sư phụ, hôm nay đệ tử dựa theo ngươi phân phó, đọc xong Hoàng Đình Kinh về sau, từ bên trong lĩnh ngộ một thiên gọi là Hoàng Đình Trường Sinh Kinh Công Pháp đệ tử dựa theo hoàng đình trường sinh kinh tu hành, tu luyện ra một cổ pháp lực. Loại tình huống này bình thường sao? Thanh âm Diệp Trần nghiêm túc thỉnh giáo vang lên. Cửu Thúc trong lòng làm ra các loại phỏng đoán, cũng chuẩn bị đáp án, duy chỉ không nghĩ tới Diệp Trần hỏi chính là vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời, Cửu Thúc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là giật mình. Đọc Hoàng Đình Kinh, lĩnh ngộ ra một môn công pháp, còn luyện ra pháp lực đồ chơi kia ta đến nay vẫn chưa có đầu mối a à. ngươi không cùng vi sư nói dẫn cửu thúc cả kinh đứng lên bình thường cái này quá mẹ nó không bình thường những thứ cao cấp như pháp lực phải là đạo pháp đến cảnh giới của thiên sư mới có thể tu ra một ít phái mau sơn mặc dù có thủ đoạn hàng yêu phục mà nhưng thông quỷ thần nhưng thủ đoạn của bọn họ trên cơ bản đều là dựa vào phụ lục pháp đàn pháp khí chú ngữ cùng với thủ ấn để đạt được lực lượng hàng yêu phục ma trong cơ thể những đạo sĩ này bản thân không có pháp lực hoặc là nói đạo sĩ bình thường chỉ có đến đạo pháp đến cảnh giới của thiên sư mới có thể tu ra một ít pháp lực cảnh giới của thiên sư chính là hắn hiện tại cũng còn kém mười vạn tám ngàn dặm mới có thể đạt tới nhưng đệ tử mới bái sư chưa tới một ngày lại nói đã tu ra pháp lực diệp trần đừng khoác lác một ngày liền trở thành thiên sư tổ sư gia năm đó cũng không có làm thu sinh khiếp sợ nhìn về phía diệp trần không phải khiếp sợ diệp trần tu ra pháp lực mà là khiếp sợ diệp trần dám cùng cửu thúc đùa dẫn như vậy tam sư đệ ngươi so với thu sinh còn biết khoác lác hơn văn tài cũng là vẻ mặt khiếp sợ hắn cũng không nghĩ tới diệp trần thoạt nhìn giống một công tử nho nhã lại lớn mật như vậy bọn họ cũng không dám cùng cửu thúc đùa dẫn như vậy ta không có khoác lác. Diệp Trần nhắc lời thu sinh và văn tài. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, trên tay nhanh chóng tuôn ra một đoạn pháp lực bốc hơi. Pháp, pháp lực. Thu sinh và văn tài trợn tròn mắt. Thật sự tu ra pháp lực. Cửu thúc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chính mình chỉ là thuận miệng hỏi a, à, nào nghĩ Diệp Trần vậy mà để cho mình thấy được đồ vật kinh người như vậy đệ tử này quả nhiên nghịch thiên, từ trong hoàng đình kinh lĩnh ngộ ra công pháp, đã là chuyện kinh thế hải tục, không nghĩ tới công pháp càng nghịch thiên, trực tiếp liền tu ra pháp lực. t Sách mới ngày đầu, cầu một làn sóng số liệu. Cảm thấy quyển sách này còn có thể thư hữu, thỉnh cho quyển sách quăng lên dù là một đóa hoa tươi một trương đánh giá phiếu, hoặc là bình luận khu hồi phục, để cho tác giả quân biết có người xem quyển sách này. Chương 3 Truyền thụ cửu thúc, phong thủy tướng thuật, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Truyền thụ cửu thúc, phong thủy tướng thuật, cầu hoa tươi, bình tĩnh. Cửu thúc trong lòng nhắc nhở mình, không thể để dịp trần kiêu ngạo. Nhưng lúc này, hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Vốn là đệ tử tâm thiện thu, nào nghĩ tới sẽ cho mình kinh hỷ lớn như thế? Lúc này mới bắt đầu liền tu ra pháp lực, tương lai tất nhiên phải thành tiên mà hắn sư phụ này làm sao có thể không dính lây có thể lĩnh ngộ từ hoàng đình kinh xem ra ngộ tính của ngươi cũng không tệ lắm ngữ khí cửu thúc như vậy phối hợp với thân thể còn run rẩy thấy thế nào cũng có chút khôi hài một hồi ngươi đem công pháp chép lại vi sư nhìn xem có vấn đề hay không cuối cùng hắn đã bộc lộ mục đích của mình một quyển từ bắt đầu liền có thể tu ra pháp lực công pháp ai không thèm phải biết rằng bọn họ tu đạo pháp lúc ban đầu là không có pháp lực loại vật này. Thủ đoạn hàng yêu trừ ma hoàn toàn dựa vào pháp khí chú ngữ để đạt được lực lượng. Cho nên thủ đoạn của bọn họ, gọi là đạo pháp mà không phải pháp thuật. Đồ của đệ tử, không phải là của mình sao, cửu thúc không có gánh nặng tâm lý gì, lấy lý do kiểm tra mà muốn học hoàng đình trường sinh kinh của Diệp Trần. Mà đây cũng là nguyên nhân Diệp Trần nói ra. Hắn cũng không phải trang bức, kỳ thật chính là muốn đem hoàng đình trưởng sinh kinh truyền cho cửu thúc dù sao đây cũng là sư phụ cứu mình một mạng hắn cũng không phải là bạch nhãn lan gì có thứ tốt còn che giấu sư phụ của mình chia sẻ cho sư phụ của mình cũng không ảnh hưởng gì đến mình vâng sư phụ dịp trần gật đầu cũng không vạch trần cửu thúc da mặt mỏng tuy rằng ngươi hiện tại liền luyện ra pháp lực nhưng cũng chỉ là có pháp lực không có đạo pháp ngươi cũng sẽ không bắt quỷ phù lục pháp chú những thứ này kế tiếp ngươi phải nghiêm túc học tập cửu thúc sắc mặt có chút đỏ bừng nói diệp trần luyện ra pháp lực hắn biết mình kỳ thật không có tư cách gì dạy diệp trần nhưng làm sư phụ cái gì cũng không nói hắn lại cảm thấy mất mặt đành phải nói vài câu vô dụng một bữa cơm ăn cơm trong vẻ mặt phức tạp của cửu thúc chờ cơm nước xong chú cửu chạy tới lục lọi lại lấy ra hai quyển sách màu vàng như sáp đưa cho diệp trần một quyển gọi là Phong thủy kỳ môn, là về phong thủy. Còn có một quyển gọi là Kỳ môn tướng thuật, là thầy bói bói toán loại thiên cơ. Hiển nhiên những thứ này, cửu thúc lúc trước cũng không có ý định dạy hắn, hoặc là nói còn chưa tới thời cơ dạy hắn. Nhưng dịp Trần Nghịch Thiên chỉ dựa vào một quyển hoàng đình kinh liền lĩnh ngộ ra công pháp, luyện ra pháp lực, cửu thúc đành phải đem thứ áp đáy hầm cũng lấy ra. Tạ sư phụ. Dịp Trần cười đem đồ đạc thu lại, là một trong đạo môn tổ đình dịp trần biết thủ đoạn của mao sơn không chỉ có những thứ cửu thúc dạy cho hắn lúc trước có lẽ cho dù là hiện tại cửu thúc cho hắn cũng không phải toàn bộ kỳ môn phong thủy bên trong có không hiểu có thể hỏi sư phụ chờ ngươi học được kém không nhiều lắm sư phụ lại mang ngươi đi thực tiễn quan sơn xuyên đại địa về phần kỳ môn tướng thuật nằm đó ngộ tính của sư phụ không đủ thế nào cũng không thể nhập môn ngươi muốn học chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói đến kỳ môn tướng thuật, cửu thúc vẻ mặt đắc sắc. Hắn am hiểu nhất, kỳ thật cũng không phải hàng yêu trừ ma, mà, mà là xem địa mạch, tầm long huyết, định phong thủy. Những thứ khác không dám nói, ở phong thủy huyền học trên một đạo, hắn tự tin vẫn là có thể chỉ điểm đệ tử này. Dù sao phong thủy một đạo, nhìn không chỉ là ngộ tính, còn có thực tiễn. Một màn này, văn tài cùng thu sinh con ngươi đều đỏ lên bọn họ bái sư cửu thúc, vốn là muốn học chút tay nghề kiếm cơm ăn. Trong coi nghĩa trang rách nát này, cơ hồ kiếm không được tiền. Phong thủy kiếm được nhiều tiền nhất, cửu thúc vẫn không dạy bọn họ, cũng là mỗi ngày để cho bọn họ luyện quyền hòa phu. Bắt ma Trên đời này nào có nhiều người tìm ngươi bắt quỷ như vậy? Ta sẽ rất nhanh đem Hoàng Đình Trường sinh kinh viết ra giao cho sư phụ. Diệp Trần hài lòng rời đi lấy được phong thủy tướng thuộc phương diện gì đó, nói không chừng chính mình lại có thể ngộ ra càng lợi hại đồ vật đến. Cửu thúc cho hắn nhiều sách như vậy, bây giờ còn chỉ nhìn một quyển hoàng đình kinh không trọng yếu, liền ngộ ra phương pháp trường sinh. Diệp Trần đã sớm khẩn cấp, rất nhanh trở về phòng mình. Sư phụ nói không sai. Ta mặc dù tu ra pháp lực, nhưng là không hiểu phù lục pháp chú. Đối với pháp lực, ta chỉ có ứng dụng thô thiển nhất cho nên trọng tâm kế tiếp của ta hẳn là ở trên mao sơn thuật linh huyễn thế giới này mặc dù có đạo sĩ có thể cảm yêu trừ ma nhưng diệp trần biết những thứ này hàng phục quỷ quái lực lượng dưới tình huống bình thường cũng không phải đạo sĩ bản thân có được lực lượng như vậy lực lượng của bọn họ kỳ thật là mượn pháp khí cùng phụ lục các loại vật phẩm từ chỗ không biết đưa tới tỷ như cửu thúc hắn nếu là không có đào một kiếm cùng phụ lục những thứ này một khi gặp phải quỷ quái cũng chỉ có bị ngược phần. Đương nhiên, đây là bởi vì Cửu Thúc chưa đạt tới cảnh giới thiên sư, không có pháp lực. Một khi Cửu Thúc có pháp lực, cho dù không có pháp khí cùng phù lục, gặp phải quỷ quái, hắn cũng có thể thoải mái dựa vào pháp chú hàng phục quỷ quái. Đây không phải nói pháp lực nhất định cần pháp chú mới có thể phát huy uy lực, chỉ là nói pháp chú có thể phát huy uy lực pháp lực lớn nhất. Dù sao cho dù là đạo sĩ cảnh giới thiên sư, cũng chỉ có thể luyện ra một tia pháp lực cửu thúc khiếp sợ như vậy, kỳ thật còn có một phần là bị pháp lực cực lớn chói mắt trên tay Diệp Trần làm cho khiếp sợ. Cho nên nói kỳ thật phù lục là thủ đoạn ăn mày xin cơm. Người không có pháp lực mới cần dùng phù lục để trảm yêu trừ ma. Loại người luyện ra pháp lực như ta, trực tiếp học tập pháp chú là được. Đương nhiên cũng không phải nói không học phù lục. Phù lục đặt ở phía sau lại nghiên cứu. Diệp Trần cũng không có khinh thường phù lục đồ chơi này có thể làm cho một cái không có pháp lực người trảm yêu trừ ma, hiển nhiên cũng không đơn giản. Chỉ là trước mắt cần học rất nhiều thứ, thời gian không thể dùng ở phù lục phía trên. Có quyết định, Diệp Trần đem kỳ môn phong thủy cùng tướng thuật sách cất kỹ, cầm lấy kia bản mau sơn thuật. PS Sách mới ngày đầu, cầu một làn sóng số liệu. Cảm thấy quyển sách này còn có thể thư hữu, thỉnh cho quyển sách quăng lên dù là một đóa hoa tươi một trương đánh giá phiếu hoặc là bình luận khu hồi phục để cho tác giả quân biết có người xem quyển sách này. Chương 4 Chát gờ rút, nhạc bất quần ghét bỏ, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Nói chuyện phím bày, nhạc bất quần ghét bỏ, cầu hoa tươi, dịp trần mở mau sơn thuật tra nhìn. Hắn chỉ là bước đầu hiểu rõ, không có dùng ra nghịch thiên ngộ tính. Cho nên giờ phút này ở trong mắt của hắn mao sơn thuật vẫn là một quyển sách bình thường không có xuất hiện loại kia linh hoạt kỳ ảo hiện tượng đập vào mắt đầu tiên là một đạo pháp gọi là thông linh chú kế tiếp chính là một đống giới thiệu về ứng dụng thông linh chú trong giới thiệu thông linh chú được mệnh danh là cơ sở vạn pháp của mao sơn bởi vì rất nhiều đạo pháp thậm chí pháp khí phù lục các loại sử dụng trước đều phải trước sử dụng thông linh chú mới được thông linh chú được xưng là có thể thông u minh có thể thông quỷ thần vô luận là đuổi xác gặp quỷ hay là mời tổ sư lên người đều phải dùng đến thông linh chú trước khi trở thành thiên sư thông linh chú đối với bất kỳ người tu luyện đạo pháp nào mà nói đều là tất không thể thiếu có chút ý tứ dịp trần lộ ra nụ cười bắt đầu cẩn thận đem thi triển thông linh chú sử dụng chú ngữ cùng thủ ấn đều nhớ kỹ lời nguyền tâm linh cũng không phức tạp vài câu thần chú vài dấu tay mười mấy cái hô hấp về sau dịp trần liền đem thông linh chú cho nhớ kỹ ngay sau đó hắn đem nghịch thiên ngộ tính phát động bắt đầu hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng thấp niệm tương ứng chú ngữ thiên địa hợp ta ta hợp thiên địa thần nhân phó ta ta phó thần nhân thiên địa chi linh nghe hiệu lệnh của ta theo một chữ cuối cùng rơi xuống dịp trần liền cảm thấy cả người chấn động ý thức như là câu thông cái gì đó ngay sau đó từng trận chấn động từ nơi đó truyền đến trên người hắn hắn theo bản năng sẽ sử dụng nghịch thiên ngộ tính phân tích những dao động này bất quá còn không đợi hắn có động tác những dao động này liền hóa thành thứ hắn có thể lý giải thậm chí ở trong ý thức của hắn xuất hiện thanh âm chỉ có hắn mới có thể nghe được ngươi câu thông chư thiên nói chuyện phiếm bày có hay không gia nhập thông linh chú cộng thêm nghịch thiên ngộ tính lại để cho mình câu thông đến chiêu thiên nói chuyện phím bầy loại này thần kỳ đồ vật dịp trần vẻ mặt khó tin làm người xuyên việt hắn tự nhiên biết nói chuyện phím bầy là dạng gì đồ vật hắn cũng thật không ngờ dưới sự gia trì ngộ tính nghịch thiên thông linh chú của phái mao sơn lại mang đến cho hắn kết quả ngoài ý muốn như vậy không có đạt được lực lượng phi phàm cũng là câu thông một cái khác càng thêm khó lường đồ vật đây gần như là hai ngón tay vàng cho dù còn không có tiếng vào nhóm cha, không biết chức năng cụ thể của nhóm cha. Nhưng lấy ngón tay vàng của hắn nghịch thiên ngộ tính, cho dù là không thể từ thế giới khác thu hoạch tài nguyên, có thể cùng thế giới khác sinh linh tiến hành trao đổi, cũng là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Linh huyện thế giới, Thủy chung vẫn là quá thấp kém. Mặc dù có địa phủ, quỷ thần những thứ này, nhưng cá nhân vũ lực giá trị vẫn là quá thấp. Cửu thúc lợi hại không, cương thi quỷ quái đều có thể giết nhưng chỉ cần người bình thường cầm súng trong tay, một phát là có thể giết chết cửu thúc. Lực lượng của hắn nhìn như siêu phàm, nhưng chỉ đối với yêu ma quỷ quái những thứ này hữu dụng. Thật muốn đánh nhau, không nói cầm một khẩu súng, tay không dịp trần cũng có thể lật cửu thúc. Dù sao thế giới này lực lượng hệ thống là phi thường dị dạng. Vâng. Diệp Trần ở trong lòng đáp lại nói, tự nhiên là lựa chọn gia nhập nhóm nói chuyện phím. Sau một khắc, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện kiếp trước quen thuộc nói chuyện phím nhóm giao diện linh huyễn thế giới diệp trần gia nhập nói chuyện phím bày diệp trần ánh mắt nhìn lại phát hiện trong nhóm nói chuyện phím đã có không ít người hơn nữa những người này đều là những người kiếp trước vô cùng quen thuộc rốt cục lại tới người mới vẫn là ta linh huyễn thế giới đạo hữu linh huyễn giới rốt cục không chỉ có một mình ta đạo hữu chúng ta về sau có thể nhiều hơn trao đổi gia các khổng bình linh huyễn giới. Dịp Trần chỉ hơi sửng sốt, lập tức biết ra các khổng bình là ai. Tên mập mạp bắt quỷ cả nhà vui vẻ kia. Yến Xích Hà. Hoan nghênh người mới tiến quần, tự giác bạo chiếu, bạo tu vi. Tiểu Long Nữ. Hoan nghênh người mới. Người ta rốt cục không còn là người mới nữa. Nhạc bất quần. Linh huyện thế giới. Còn tưởng rằng đến cái đại lão. Ghét bỏ tiếu nào thế giới, Nhạc Bất Quần nghe được hệ thống nhắc nhở có người mới thêm nhóm, liền trước tiên tiến vào nhóm trò chuyện. Chờ đến khi nhìn thấy nhóm mới lại là người của thế giới linh huyễn, không khỏi rất thất vọng. Lúc trước trong nhóm còn có gia các khổng bình của thế giới linh huyễn. Lúc mới bắt đầu, nghe được linh huyễn thế giới có cương thi, yêu quái, quỷ quái, thậm chí có thần tiên, hắn còn tưởng rằng linh huyễn thế giới rất ngưu bức. Có thể hiểu được những đạo pháp kia căn bản cũng chỉ hữu dụng đối với quỷ quái. Giá trị vũ lực cá nhân, hắn có thể đánh một trăm người như gia các khổng binh. Tiểu Long Nữ Linh huyễn giới so với võ hiệp thế giới còn kém sao? Yến Xích Hà Linh huyễn giới cũng liền đánh đánh tiểu quỷ, không có phù giấy đào một kiếm, cùng phế nhân đồng dạng. Tiểu Long Nữ Như vậy sao, chỉ có thể đánh quỷ không thể đánh người. Gia các khổng binh Yến xích hà đại lão linh huyễn thế giới không có kém như vậy chúng ta cũng có hung tàn đồ vật chỉ là ta là danh môn chính phái không học những kia âm độc đồ chơi nhạc bất quần đừng tẩy không phải lực lượng của mình chung quy là phế vật ngươi xem ngươi đặt ở trong thương thành đạo pháp bán đi bao nhiêu hùng bá người mới có thể tại thương thành mua sắm của ta ba phần quy nguyên khí cam đoan tại các ngươi linh huyễn thế giới cạc cạc loạn sát xưng bá một giới Hùng bá Nhạc bất quần Tiểu Long nữ Yến xích hà Gia các khổng bình Thấy mình còn chưa nói chuyện, đã có nhiều người nổi bong bóng như vậy, nhóm nói chuyện phím này nghĩ đến nhất định phi thường sinh động. Hơn nữa thông qua hùng bá mà nói, nói chuyện phím nhóm là có thể giao dịch công pháp. Ba phần quy nguyên khí Hai mắt dịp trần sáng ngời Một quyển hoàng đình kinh vô dụng ngộ tính nghịch thiên đều có thể làm ra hoàng đình trường sinh kinh, tu ra pháp lực. Ba phần quy nguyên khí loại thận công này, có thể làm ra công pháp cấp bậc gì? PS Sách mới ngày đầu, cầu một làn sóng số liệu. Cảm thấy quyển sách này còn có thể thư hữu, thỉnh cho quyển sách quăng lên dù là một đóa hoa tươi một trương đánh giá phiếu, hoặc là bình luận khu hồi phục, để cho tác giả quân biết có người xem quyển sách này. Chương 5 Upolak, kinh khủng hoàng đình trường sinh trải qua, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. B5, 05 giá trị thông số cơ giờ, cài 2, nhạc bất quần. Hùng bá đại lão, ngươi kia ba phần quy nguyên khí hơn 100 điểm tích lũy, người mới nơi nào mua nổi, hay là mua ta tử hà thần công đi. Chính là linh huyễn thế giới, chỉ cần ta tử hà thần công, cũng có thể tại thế giới bọn họ cạt cạc loạn sát. Tiểu Long Nữ của ta ngọc nữ kiếm pháp lúc nào mới có thể bán một lần người mới vì cái gì không phải nữ tử hùng bá nhạc bất quần tử hà thần công trát rưỡi của ngươi đừng lãng phí thời gian và điểm tích lũy yến xích hà đều đừng tranh cãi các ngươi võ hiệp thế giới võ học tại linh huyện thế giới vừa giết không được cương thi cũng giết không được quỷ người mới mua huyền tâm ảo diệu quyết của bần đạo đi học được huyền tâm ảo diệu quyết của bần đạo bảo đảm yêu ma quỷ quái gì ở linh huyện thế giới các ngươi đều bị đánh chết, tổ sư gia không sợ thân trên. Gia các khổng bình. Ta cũng muốn mua huyền tâm ảo diệu quyết. Nhạc bất quần. Yến xích hà đại lão đừng đùa, huyền tâm ảo diệu quyết của ngươi so với hùng bá đại lão ba phần quy nguyên khí còn quý hơn, ngay cả ta đều mua không nổi, chớ nói chi là linh huyện thế giới người mới. Huyền tâm ảo diệu quyết. Diệp trần sửng sốt. Yến Xích Hà này chẳng lẽ là Yến Xích Hà phiên bản phim truyền hình? Nhưng cũng không đúng, hắn nhớ rõ phim truyền hình phiên bản Yến Xích Hà, tự hồ sẽ không huyền tâm ảo diệu quyết. Về phần Yến Xích Hà trong U Hồn Thiến Nữ, tự hồ không có nói rõ pháp thuật của Yến Xích Hà tên là gì. Thật muốn luận bức cách, hắn cảm thấy vẫn là Yến Xích Hà trong U Hồn Thiến Nữ bức cách cao, ngự kiếm phi hành đều lấy ra. Nếu như là phiên bản này của Yến Xích Hà, hắn vẫn là đối với huyền tâm ảo diệu quyết cảm thấy rất hứng thú. Bất quá xem mấy người trong lời nói ý tứ, huyền tâm ảo diệu quyết tự hồ giá trị rất cao, ngay cả nhạc bất quần cái này tiếng quần thật lâu người, đều còn mua không nổi. Còn có mấy người không nói chuyện. Diệp Trần cũng không có vội vã ở trong nhóm nổi bong bóng, hắn còn đang quan sát đây. Mặt khác không nói gì, cũng không biết là không có online, hay là cảm thấy hắn cái này linh huyện thế giới tới người mới không có gì bức cách, không có hứng thú tiểu long nữ người mới sao không nói lời nào nhạc bất quần phỏng chừng bị cái này nghịch thiên nói chuyện phiếm quần cho chấn trụ lại là linh huyện thế giới nói không chừng cho là chính mình gặp quỷ đang làm cách đây gia cát khổng bình quả thật lúc trước ta còn tưởng rằng gặp phải cái gì ngàn năm lão quỷ thiếu chút nữa không hù chết yến xích hà diệp trần tiểu hữu đừng sợ đây là nói chuyện phiếm bày chúng ta không phải cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta đều là đến từ bất đồng thế giới sinh linh. Đây là đại cơ duyên. Ở chỗ này ngươi không chỉ có thể cùng chư thiên vạn giới sinh linh trao đổi, còn có thể trao đổi công pháp, dùng điểm tích lũy mua tài nguyên. Đúng rồi, điểm tích lũy có thể thông qua ký được đạt được, cũng có thể truyền lên tuyệt học của mình để đạt được. Có đôi khi có nhiệm vụ, chúng ta còn có thể thông qua nhiệm vụ, đi thế giới khác kiến thức. Diệp Trần thấy vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời. Đi thế giới khác, để cho hắn hoàn toàn động tâm. Về phần điểm tích lũy, Diệp Trần đã sớm tự mình tìm tòi ra. Mỗi ngày ký được, có thể nhận được một điểm tích lũy. Truyền công pháp cho nhóm nói chuyện phím, nhóm nói chuyện phím cũng sẽ căn cứ trình độ công pháp tinh diệu cho ngươi một khoản điểm tích lũy. Tiếp theo nếu có người mua ngươi truyền lên công pháp, ngươi còn có thể đạt được một phần mười lợi nhuận. Mà điểm tích lũy, có thể dùng để mua vật phẩm hoặc công pháp trong khu thương mại. Đương nhiên, ngươi nếu là đem đồ vật của mình treo ở điểm tích lũy thương thành mặt trên bán, cũng là phải trả giá điểm tích lũy, đồng dạng là thu vật phẩm giá trị một phần mươi. Ba phần quy nguyên khí Đến từ Hùng Bá, có thể đạt võ học tông sư cảnh giới, 150 điểm tích lũy. Tử Hà Thần Công Đến từ Nhạc Bất Quần, có thể đạt tới hậu thiên cửu trọng, 20 điểm tích lũy. Ngọc nữ kiếm Pháp Đến từ tiểu long nữ, kiếm phát, 15 điểm tích lũy Huyền tâm ảo diệu quyết Đến từ yến xích hạ, trúc cơ kỳ công pháp, 500 điểm tích lũy Nhìn những công pháp quen thuộc này mua điểm tích lũy cần thiết Diệp Trần tạm thời đối với sức mua điểm tích lũy còn không có khái niệm quá rõ ràng Dù sao điểm tích lũy có thể thông qua ký đến miễn phí đạt được Cho dù là huyền tâm ảo diệu quyết đắt tiền nhất cũng chỉ cần không đến 2 năm thời gian, là có thể thông qua ký đến thu được. Yến Xích Hạ nói không sai, đây đích thật là cơ duyên rất lớn. Cho dù là cái gì cũng không có người, chỉ cần tiến vào nói chuyện phím bày thành thật thật ký đến, sớm muộn cũng có thể đạt được những này công pháp. Truyền Hoàng Đình Trưởng sinh kinh lên. Diệp Trần trong lòng khẽ động, định đem Hoàng Đình Trưởng kinh mình lĩnh ngộ ra bán đi. Ngay sau đó, một cửa sổ đối thoại bật ra. Hoàng Đình trưởng sinh kinh, trường sinh công pháp, giá trị 5.000 điểm tích lũy, có hay không xác định truyền lên. 5.000 điểm tích lũy Trong lòng Diệp trận có chút chấn động. Xem ra Hoàng Đình trưởng sinh kinh mình lĩnh ngộ thật đúng là khó lường. Phải biết rằng cho dù ba phần quy nguyên khí, cũng chỉ có 150 điểm tích lũy A. À. Đây chẳng phải là nói Hoàng Đình trưởng sinh kinh giá trị là ba phần quyên nguyên khí gấp mấy chục lần, là huyền tâm ảo diệu quyết gấp 10 lần vâng. Diệp Trần không chút do dự, lúc này liền đồng ý truyền lên. Truyền lên kết thúc, Diệp Trần bắt đầu ở trong nhóm chạc nổi bong bóng. Dù sao người trong nhóm thảo luận mình lâu như vậy, nếu không nổi bong bóng thì có vẻ không lễ phép. Diệp Trần Diệp Trần bái kiến chư vị Diệp Trần yến xích hà Đa tạ đạo hữu báo cho biết Người mới nổi bong bóng rồi Thấy Diệp Trần nói chuyện, người trong nhóm đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một đạo tin tức xuất hiện ở trong nhóm nói chuyện phím. Linh huyễn thế giới dịp trần truyền lên đã hoàn định trưởng sinh kinh, thỉnh kịp thời xem xét. PS Có ai xem không? Một chút số liệu không có, tác giả rất hoảng A. Nếu có phiền toái chi một tiếng, hoặc là cho chút hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 6 Trương Tam Phong Bái kiến đại lão, cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Trương Tam Phong Bái kiến đại lão Cầu hoa tươi, linh huyễn thế giới dịp trần truyền lên hoàng đình trưởng sinh kinh, thỉnh kịp thời xem xét. Nhắc nhở vừa ra, nhóm chạc náo nhiệt lập tức im lặng. Yến xích hà dịp trần Đạo hữu khách khí, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Tiểu Long Nữ Người mới rất lợi hại, nhanh như vậy liền biết làm sao truyền công pháp, lúc trước ta nhưng là sờ soạn hồi lâu, mới biết được làm sao truyền công pháp. Gia các khổng binh. Người mới cuối cùng cũng nổi bong bóng. Không nói nữa. Ta cũng là linh huyện thế giới. Đạo hữu Hoàng Đình Trường sinh kinh nghe rất ngưu bức bộ dáng, ta đi xem một chút, nói không chừng ta có thể mua nổi. Người có kia điểm tích lũy lãng phí, không bằng tồn tại mua hùng bá đại lão ba phần quy nguyên khí, bảo đảm ngươi tại linh huyện thế giới cạc cạc loạn dết. Xích Hà Nhạc bất quần ngươi quá cực đoan, mỗi một thế giới đều bất đồng, cho dù là kém hơn nửa đồ vật, cũng đều có tham khảo cùng gợi ý tác dụng. Đạo Pháp gia các khổng bình lúc trước đã mang đến cho ta một ít tăng lên. Linh huyễn thế giới cùng chúng ta yêu ma thế giới, vẫn là có rất nhiều chung địa phương, ta đi xem dịp trần đạo hữu hoàng đình trưởng sinh kinh. Tiểu Long nữ dịp trần Đạo hữu đừng để ý nhạc trưởng môn lời nói, linh huyễn thế giới, vẫn là có lợi hại địa phương ta cũng đi xem hoàng đình trưởng sinh kinh nếu là điểm tích lũy không cao ta liền mua dịp trần tiểu long nữ không có việc gì nhạc trưởng môn nói cũng là sự thật ta linh huyện thế giới đích xác chỉ am hiểu đấu những cái kia quỷ quái đánh nhau thật đúng là không được hùng bá nhạc bất quần mọi người nói chơi ngươi còn tưởng thật a à? không phải khinh thường ngươi chính diện quyết đấu người của linh huyễn thế giới đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu bọn họ ở sau lưng sử dụng âm chiêu, ngươi một trăm cái mạng cũng không đủ giết. Một cục phong thủy, ngươi làm sao cửa nát nhà tàn cũng không biết. Ngươi thật cho rằng ngay cả quỷ quái thần tiên đều có thế giới, sẽ so với thế giới võ hiệp kém. Cũng chính là không ở một cái thế giới, nếu không ra các khổng bình không ra mặt, đều có thể sang bằng ngươi phái hoa sơn. Không nói nữa, ta cũng đi xem hoàng đình trường sinh kinh của người mới. Có điểm tích lũy, ngươi đi đổi ra các khổng bình truyền đạt đạo Pháp, lại đánh giá linh huyễn thế giới đi. Thằng Hề là tôi sao? Tiếu ngạo thế giới, phái hoa sơn, nhạc bất quần sắc mặt một trận xanh, một trận đỏ lên. Các ngươi dĩ nhiên là nói chơi. Hùng bá không có nói sai, hắn bởi vì coi trọng hùng bá ba phần quy nguyên khí, tất cả điểm tích lũy đều tích góp lại, căn bản không có đi mua đạo Pháp gia các khổng bình truyền lên. Hơn nữa hùng bá đám người thân phận, cùng với gia các khổng bình cũng vẫn không có phủ nhận linh huyện thế giới rác rưởi hắn liền cảm thấy linh huyện thế giới thật sự không bằng võ hiệp thế giới. Trên thực tế bị lệch không chỉ nhạc bất quần, đám người tiểu long nữ cũng bị lệch. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có giống nhạc bất quần đồng dạng, vẫn đem linh huyện thế giới lấy ra nói chuyện, hắn mới biểu hiện như cái thằng hề đồng dạng. Đám cẩu tặc này, khi dễ người thành thật của ta sao? Nhạc bất quần hận a à. Hùng bá đám hỗn đảng này, thủy quần cũng không nói thật sao? Đi xem Hoàng Đình trưởng sinh kinh. Ngay khi nhạc bất quần trong lòng khẽ động, dự định đi xem Hoàng Đình trưởng sinh kinh do người mới dịp trần truyền lên, nhóm vốn an tĩnh bỗng nhiên bắn ra một tin tức. Quảng quảng. Đây chính là linh huyện thế giới mà các ngươi nói rất lôi cuốn. Một quyển hoàng đình trường sinh quyết nhắm thẳng vào trường sinh giá trị 5.000 điểm tích lũy, là yến xích hạ đại lão huyền tâm ảo diệu quyết gấp 10 lần A. Có thể trường sinh A. Nếu là dịp trần đại lão cao hứng, nói không chừng trực tiếp phát ta. Hại ta bỏ lỡ liếm đại lão cơ hội, các ngươi bồi thường ta. Tân nhân dịp trần truyền hoàng đình trường sinh kinh, giá trị 5.000 điểm tích lũy. Con ngươi nhạc bất quần chỉ kém trừng ra, hít sâu một hơi đồng thời da đầu không khỏi tê dại cái này mẹ nó chính là các ngươi vẫn nói, không bằng thế giới võ hiệp linh huyễn thế giới nên có đồ vật. Phải biết rằng yến xích hài như vậy yêu ma thế giới, huyền tâm ảo diệu quyết cũng chỉ là 500 điểm tích lũy. Trường sinh A à. Cái này so với làm minh chủ võ lâm trâu bò hơn nhiều. Mà chính mình dường như còn đắc tội đại lão như vậy, tất cả lời trong lời ngoại nhìn không nổi đối phương, nhìn không nổi linh huyễn thế giới. 5.000 điểm tích lũy công pháp, nhạc bất quần căn bản không thể tưởng tượng. Sau khi hắn gia nhập nhóm nói chuyện phím, mới biết được cảnh giới võ học có thể chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. Mà hắn hiện tại, bất quá là ở vào võ học cấp thấp nhất cảnh giới. Cảnh giới hậu thiên. Mà hùng bá có thể trở thành tông sư ba phần quy nguyên khí, cũng mới 150 điểm tích lũy. Cũng có thể là giả. Nhạc bất quần vẫn có chút không tin tà, dự định tự mình đi điểm tích lũy thương thành nhìn xem, Hoàng Đình Trường Sinh Kinh có phải thật sự đáng giá 5.000 điểm tích lũy hay không? Lúc này, hắn liền nhìn thấy một đám trước đó không có nổi bong bóng đại lão lần lượt xuất hiện. Hại ta bỏ lỡ liếm đại lão cơ hội, các ngươi bồi thường ta. Hại ta bỏ lỡ liếm đại lão cơ hội, các ngươi bồi thường ta. Thành Thị Phi Bái kiến đại lão Hại ta bỏ lỡ liếm đại lão cơ hội, các ngươi bồi thường ta. Kiều Phong. Bái kiến đại lão. Hại ta bỏ lỡ cơ hội liếm đại lão, các ngươi bồi thường cho ta. Yêu Nguyệt. Bái kiến đại lão. Hại ta bỏ lỡ liếm đại lão cơ hội, các ngươi bồi thường ta. Nhạc bất quần tê dại. Hiển nhiên những người đột nhiên nổi bong bóng này đều bị hoàng đình trường kinh của dịp trần thế giới linh huyễn nổ tung. TS, Cầu hoa tươi, vẽ tháng, phiếu đánh giá bạn đọc không có số liệu, xin hãy trả lời. Không có số liệu, tác giả quân viết sách đều là kinh hồn bạc ví đấy, làm ơn. Chương 7 Võ hiệp đệ nhất mê tín hùng bá, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Võ hiệp đệ nhất mê tín hùng bá, cầu hoa tươi, hùng bá dịp trần. Kinh khủng, đại lão ta lúc trước nói đùa đấy, đừng để ý. Gia các khổng bình dịp trần. Diệp Trần Đại Lão, ngươi thật sự là linh huyện thế giới sao? Tiểu Long Nữ Diệp Trần Diệp Trần Đại Lão ta sai rồi, Hoàng Đình Trường sinh kinh, ta tán gia bại sản cũng mua không nổi. Yến Xích Hà Nhạc bất quần nửa ngày không nói lời nào, sẽ không phải là dọa tiểu đi, còn không mau đi ra cho Diệp Trần Đại Lão xin lỗi. Nhạc bất quần Diệp Trần Diệp Trần Đại Lão ta sai rồi, ta không nên nhìn không nổi linh huyện thế giới, đều là hùng bá ban chủ bọn họ làm hại dịp trần gia các khổng bình như giả bao hoáng trong nghĩa trang nhìn đám người trương tam phong kiều phong yêu nguyệt lần lượt nổi bong bóng dịp trần lộ ra nụ cười hài lòng bảo các ngươi nhìn không nổi linh huyễn thế giới một đám cao lãnh không nổi bong bóng đúng không trương tam phong gia các khổng bình đều là do tên này làm hại đồng dạng là linh huyễn thế giới người vì cái gì dịp trần đại lão công pháp có thể giá trị 5.000 điểm tích lũy, mà công pháp của ngươi, vì cái gì chỉ là mấy chục điểm tích lũy. Nhạc bất quần gia các khổng binh Đều là do tên này làm hại. Đồng dạng là linh huyễn thế giới người, vì cái gì dịp trần đại lão công pháp có thể giá trị 5.000 điểm tích lũy, mà công pháp của ngươi, vì cái gì chỉ là mấy chục điểm tích lũy. Trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy linh huyễn thế giới không được, còn có một cái chính là gia các khổng bình truyền đạt công pháp tích lũy không cao. Cũng là ở trong miệng của hắn, mọi người biết người tu luyện đạo pháp, giá trị vũ lực cá nhân phổ biến thấp, chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút. Nào nghĩ đến linh huyễn thế giới cái này mới tới dịp trần, vừa ra tay chính là vương tạc, truyền trực chỉ trường sinh nghịch thiên công pháp. Gia các khổng bình. Ta cũng không biết, nếu không các ngươi hỏi dịp trần đại lão, hắn vì sao như thế ngưu bức bắt quỷ cả nhà vui vẻ thế giới, và các khổng bình cũng là mộng bức. Công pháp của hắn, ở thế giới bọn họ cũng là tồn tại đỉnh cấp. Mà bản thân hắn đạo pháp, cũng là bọn hắn thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, liền đệ nhất mau đều không phải đối thủ. Nào nghĩ đến cùng là linh huyễn thế giới diệp trần, sẽ như thế mãnh liệt. Quảng quảng. Xem ra chúng ta phải một lần nữa nhận thức thế giới linh huyễn. Lý Tâm Hoang không phải một lần nữa quen biết là chúng ta trước đó lầm rồi linh huyễn thế giới hẳn là cũng giống như chúng ta võ hiệp thế giới đồng dạng có mạnh có yếu tỷ như nhạc bất quần trưởng môn thế giới cùng hùng bá đại lão thế giới chênh lệch liền rất lớn yến xích hà không sai là chúng ta xem thường linh huyễn thế giới thần kỳ thế giới võ hiệp chỉ có võ công không có quỷ quái ta yêu ma thế giới chỉ có yêu ma trên thực tế cũng không có linh huyễn thế giới thần kỳ. Linh huyễn thế giới Không chỉ có quỷ quái cương thi, kỳ thật cũng có yêu ma. Bọn họ có đạo pháp, có thể hàng yêu trừ ma. Có bí thuật phong thủy, định sơn xuyên long mạch, thần kỳ đến mức chỉ cần tìm cho tổ tiên ngươi một long huyệt là có thể cho ngươi ngồi lên làm hoàng đế. Chú pháp của bọn họ có thể cách không giết người. Thuộc bói toán của bọn họ, ngươi lúc nào tè ra quần cũng có thể suy tính ra thế giới thần kỳ như thế chúng ta vẫn luôn nghĩ đến hắn rất kém cỏi yến xích hạ vừa nói ra cả nhóm đều im lặng một hồi dịp trần cũng nhìn đến âm thầm gật đầu dùng hắn kiếp trước mà nói linh huyễn thế giới pháp tắc hẳn là càng hoàn thiện linh huyễn thế giới lực lượng cá nhân cấp độ tuy rằng không bằng võ hiệp thế giới những thứ này nhưng hắn thế giới quan kỳ thật càng thêm hoàn chỉnh hùng bá gia các khổng bình Tiến Xích Hạ Đại Lão nói những thứ này đều là sự thật, linh huyễn thế giới thật sự thần kỳ như vậy, đoán mệnh liền lúc nào đái ra quần đều có thể tính ra. Phong vân thế giới, Hùng Bá hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết, Hùng Bá ở thế giới võ hiệp là nổi danh đệ nhất mê tính, đặc biệt là vận mệnh vừa nói, hắn càng tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại, hắn đang khắp thiên hạ tìm nê Bồ Tát giúp hắn phê mệnh. Nếu như tìm không thấy nê Bồ Tát, ở linh huyễn thế giới tìm cao thủ đoán mệnh khác cũng được a à. hơn nữa nếu là có thể ở linh huyễn thế giới tìm được thầy bói cao thủ giúp mình tính toán một chút vừa vặn cùng nê bồ tát tính xác minh một chút nhạc bất quần mạng cũng có thể tính ra sao còn có phong thủy thật thần kỳ như vậy thật muốn lợi hại như vậy mọi người so với ai tổ tông chôn được tốt hơn quên đi còn tu luyện làm cái gì thành thị phi nhạc bất quần không hiểu cũng đừng mù quáng bi An tâm xem các đại lão nói chuyện phím không tốt sao? Và các khổng bình hùng bá, kém không nhiều lắm, trong cách nói của thế giới linh huyễn, thành tựu tương lai của một người, đích xác có quan hệ rất lớn với phong thủy. Bất quá ta không phải quá hiểu phong thủy, ta am hiểu chính là bắt quỷ. Về phần thầy bói, lão bà của ta chính là đạo đại sư này, ít nhiều hiểu rõ một chút. Nàng tử vi đấu số tương mệnh phương pháp, nói ngươi canh ba chết ngươi tuyệt hoạt không đến canh năm. Nói ngươi muốn đại phú đại quý, cho dù ngươi mỗi ngày ngủ, đi xin cơm, ngươi cũng sẽ phát tài. Giống như Yến Xích Hà Đại Lão nói đồng dạng, cho dù là tè ra quần cũng có thể tính ra. Tất cả mọi người nhìn trộm, thấy gia các khổng bình nói những thứ này, lúc này hít sâu một hơi. Linh huyễn thế giới thật sự quá thần kỳ. Nếu không là xuất hiện dịp trần như vậy một tôn thần, gia các khổng bình còn không nói những thứ này cái này so với nê Bồ Tát còn lợi hại hơn. Lão bà của gia các khổng bình lại lợi hại như vậy. Nê Bồ Tát được xưng thiên hạ đệ nhất tướng sư, nhưng hắn đoán mệnh, cho ngươi vài câu chó má không thông câu, cho ngươi đi đoán. Hùng bá lộ ra nụ cười kinh hỉ. Nhớ tới lúc trước vì tìm hiểu kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, hắn thiếu chút nữa tóc bạc trắng. So sánh với cái loại thầy bói bí ẩn này, lão bà gia các khổng bình liền cao minh hơn nhiều. Lát nữa đi tìm gia các khổng bình, để lão bà hắn giúp bổn tọa tính toán. Hùng bá trong lòng có quyết định, lần nữa nhìn về phía nhóm nói chuyện phím. Kiều phong gia các khổng bình. Thất kính, không nghĩ tới phu nhân ngươi lợi hại như vậy. Thành thị phi. Thì ra lúc trước gia các khổng bình cũng đang giả bộ, vợ hắn trâu bò như vậy, nhưng vẫn không nói. Nhạc bất quần gia các khổng bình gia các huynh, hôm nào để tẩu tử giúp ta tính toán, xem ta có thể hay không trở thành võ lâm minh chủ. Yêu Nguyệt. Khinh Bỉ Nhạc bất quần, lúc chướng mắt thì gọi gia các khổng bình, biết người ta trâu bò, gọi gia các huynh. Trương Tam Phong gia các khổng bình. Có thể đem lão bà của ngươi tử vi đấu số đoán mệnh phương pháp truyền lên sao, lão đạo muốn nghiên cứu nghiên cứu. Yến Xích Hà. Đồng ý ta cũng muốn nhìn xem tướng mệnh chi pháp này có bao nhiêu thần kỳ. Gia Cát Khổng Bình Để mọi người thất vọng rồi, lão bà của ta tử vi đấu số chính là tổ truyền, truyền nữ không truyền nam, ta đều học không được. Hoảng hoảng Diệp Trần Diệp Trần Đại Lão, ngươi hiểu phong thủy cùng thầy bói sao? Hoảng hoảng vừa nói ra, toàn bộ đối thoại trong nhóm lúc này liền an tĩnh lại. Lão bà của Gia Cát Khổng Bình đều lợi hại như vậy, là dịp trần truyền lên hoàng đình trưởng sinh kinh thuật đoán mệnh cùng phong thủy lợi hại bao nhiêu sẽ không phải là ngay cả cải mệnh cũng có thể chứ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở chờ dịp trần nói chuyện ts tác giả quân quỳ cầu hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá bạn đọc không có số liệu trả lời cũng được chương 8 trên internet trọng quyền xuất kích cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 8. Trên Internet trọng quyền xuất kích, cầu hoa tươi, tử vi đấu số của lão bà gia các khổng bình. Lúc Diệp Trần nhìn đến đây, cũng lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Trong nội dung vở kịch, đoạn nội dung vở kịch bà xã gia các khổng bình làm cho người ta đoán mệnh kia, có thể nói là làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Thật sự là kim khẩu ngọc ngôn, nói người muốn thế nào, ngươi liền thế đó, không có nửa điểm sai lầm. Yến Xích Hà nói linh huyện thế giới thần kỳ, cũng không phải đang liếm diệp trần. Loại thủ đoạn đoán mệnh này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần quảng quảng. Hơi hiểu. Diệp Trần suy nghĩ một chút, trả lời cho quảng quảng một tin như thế. Phong thủy cùng tướng mệnh chi pháp, kế tiếp chính là hắn trọng điểm tìm hiểu đồ vật. So sánh với đạo pháp, hai thứ này mới thật sự là bát đại tinh thâm. Đương nhiên, hiện tại Diệp Trần cũng không hiểu đoán mệnh nhưng nếu là cho trong nhóm nói chuyện phím những tên này đoán mệnh, hắn nhưng là tính toán so với cái gì đoán mệnh cao thủ còn tốt hơn. Quảng quảng. Diệp Trần Đại Lão khiêm tốn rồi. Tiểu Long Nữ. Diệp Trần Đại Lão nói hơi hiểu, tất nhiên là siêu phàm thoát tục. Trương Tam Phong. Diệp Trần Đại Lão khiêm tốn rồi. Hùng Bá. Diệp Trần Đại Lão khiêm tốn rồi. Hùng Bá tinh thần đại chấn đây chính là ngưu nhân truyền lên hoàng định trưởng sinh kinh, hư hư thực thực trường sinh giả. Nhân vật như vậy, thủ đoạn tướng mệnh sẽ kém hơn nê Bồ Tát. Hắn thế nhưng là chịu đủ nê Bồ Tát cái loại này cho ngươi vài câu chó má không thông câu, để cho ngươi tự mình đi đoán xem bói phương pháp. Hùng bá Diệp Trần Diệp Trần Đại Lão, mời ngươi đoán mệnh, muốn trả giá cái gì đại giới mới có thể. Tin tức phát ra, Hùng bá lúc này ngừng thở chờ đợi, trong lòng khẩn trương không thôi. Diệp Trần là trâu bò, đại khái so với nê Bồ Tát quá nhiều. Nhưng loại người trâu bò này, mình mời được sao? Người ta ra tay chính là giá trị 5.000 điểm tích lũy hoàng định trường sinh kinh, chính mình trả nổi mời nhân vật như vậy ra tay đại giới sao? Cả nhóm lại một lần nữa im lặng. Muốn mời Diệp Trần hỗ trợ đoán mệnh, cũng không chỉ có một mình hùng bá. Người trong nhóm nói chuyện phím, tuy rằng đều là người nổi bật trong thế giới của mình, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có phiền não, không có chuyện không giải quyết được. Hơn nữa cho dù không có phiền não, gặp phải loại cao nhân này, ai không muốn mời đối phương tính toán. Diệp Trần Ngươi muốn ta giúp ngươi đoán mệnh. Diệp Trần lộ ra ý cười. Hắn cũng không phải cao nhân gì. Chỉ là cái xuyên qua vài ngày đô thì tiểu thanh niên. Nếu là dựa vào lừa dối vài câu, có thể đem ba phần quy nguyên khí lấy tới tay, kẻ ngu mới tốn điểm tích lũy đi mua. Năm ngàn điểm tích lũy nhìn nhiều. Nhưng điểm tích lũy thương thành đồ tốt cũng không ít. Có thể tiết kiệm một ít là một ít. Điểm tích lũy thương thành bên trong, cũng không chỉ có hùng bá, trương tam phong đám người truyền lên công pháp, còn có một ít dược liệu, cùng với nói chuyện phím quần bán đồ vật. Năm ngàn điểm tích lũy, mua không được bao nhiêu đồ tốt từ lúc nhạc bất quần vẫn tích lũy điểm tích lũy đến mua ba phần quyên nguyên khí liền biết điểm tích lũy có bao nhiêu khó được nếu không có gì để bán chỉ có thể dựa vào thời gian để chậm rãi mài hùng bá đúng vậy dịp trần đại lão có thể nguyện ý ra tay chỉ cần là tại hạ trả nổi đại giới tuyệt không hai lời nhạc bất quần thêm một trương tam phong thêm một lão đạo cũng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào Diệp Trần Hùng Bá Muốn ngươi ba phần quyên nguyên khí, như thế nào? Hùng Bá sửng sốt Nói thật cái giá này rất cao Nếu hắn mời nê Bồ Tát đến xem bói, cũng chính là lấy ra một ít hoàng kim Mà hắn ba phần quyên nguyên khí, ở phong vân thế giới có thể nói là bảo vật vô giá Cho dù ở nhóm cha, cũng là giá trị 150 điểm tích lũy Nói thật, dù là Dịp Trần mở miệng muốn mấy chục vạn lượng hoàng kim hắn cũng sẽ không do dự một chút. Nhưng ba phần quy nguyên khí ở trong nhóm nói chuyện phím đại biểu cho điểm tích lũy, khái niệm thoáng cái đã không giống nhau. Tiểu Long Nữ Cái giá này không cao. Quảng quảng Hùng bá ngươi do dự cái gì, nếu không là nhìn quần hữu mặt, lấy dịp trần đại ca bức cách, sợ là để ý cũng mặc kệ ngươi. Kiều Phong Hùng bá khẩu thị tâm phi, lúc trước nói cái gì đại giới đều có thể, Diệp Trần Đại Lão nói ra điều kiện, ngươi lại không nói lời nào. Yêu Nguyệt Diệp Trần Đại ca đừng để ý tới Hùng Bá, ngươi giúp ta nhìn xem, chúng ta có duyên phận hay không? Con ngươi của người nhìn trộm thiếu chút nữa trừng ra. Người đến trong nhóm lâu đều biết, Di Hoa Cung yêu Nguyệt cao lãnh một nhóm, cơ bản không nói chuyện. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp rõ ràng cùng Diệp Trần nói như vậy. Diệp Trần cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có trả lời yêu nguyệt. Tính cách của đám người này đều có chút bất đồng với nhân vật nguyên tác mà hắn biết. Cho dù là Trương Tam Phong, thoạt nhìn cũng rất nhảy nhót. Trên Internet trọng quyền xuất kích, trong hiện thực khúng núng, xem ra cái này định lý, cho dù là võ công cao thủ cũng không ngoại lệ. Diệp Trần hiểu được, có lẽ là tất cả mọi người đến từ chư thiên vạn giới, ai cũng không biết ai, đều rất phóng khoáng. Nếu là mặt đối mặt, lấy tính cách yêu nguyệt, quả quyết không có khả năng nói ra lời như vậy. Cho dù hắn thật sự có hảo cảm với ngươi. Diệp Trần bản quản. Lời này nói đúng, nên biết tiết lộ thiên cơ là phải gặp thiên đạo cắn trả. Ta cũng chính là thấy tất cả mọi người là đến từ bất đồng thế giới người, muốn nhìn xem tướng thuật của mình cho bất đồng thế giới người đoán mệnh, sẽ xuất hiện dạng gì kết quả. Nếu không, cho dù là công pháp tu tiên, ta cũng lười ra tay nếu không nở, việc này không nhắc tới cũng được. Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người cảm thấy hắn bức cách vô hạn cất cao. Nhìn trộm hùng bá ba phần quy nguyên khí. Người ta Diệp Trần Đại Lão Hoàng Định Trường Sinh Kinh đều cam lòng lấy ra bán, sẽ để ý ba phần quy nguyên khí loại này chỉ giá trị hơn 100 điểm tích lũy võ công bí tịch. Người ta Đại Lão chỉ là muốn nhìn xem tướng thuật của mình, đối với thế giới khác nhau người sẽ có hiệu quả gì đây mới thật sự là cao nhân. Nếu không phải là người của thế giới khác, ngươi cho dù quỳ dân lên ba phần quy nguyên khí, người ta cũng chưa chắc chim ngươi. Và các khổng bình. Hùng bá đại lão hẳn là không biết một ít quy củ của tướng sư, ta đến phổ cập khoa học một chút đi. Cảnh giới tướng sư càng cao, lúc đoán mệnh thu được cái giá lại càng cao. Đoàn tướng sư, cho dù là đoán mệnh cho con ruột, cũng phải thu giá thay thế. Đương nhiên, nếu tính không chính xác, bọn họ sẽ không thu đồ của ngươi. TS. Tác giả quân quỳ cầu hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá. Bạn đọc không có số liệu, trả lời cũng được. Chương 9 Cùng dịp trần đoạt mối làm ăn. Thật không phải thứ tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 cùng dịp trần đoạt làm ăn. Thật không phải là thứ gì đó. Hùng bá. Các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao có thể là luyến tiếc. Vừa rồi bất quá là có hai tên mau tặc tới ám sát ta, lúc này mới chưa kịp nói chuyện. Hùng bá cấp dịp trần phát một cái chuyên biệt tiền lì xì, thỉnh kịp thời lĩnh. Hùng bá thiếu chút nữa bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Chính mình chỉ là do dự một chút, đám người trong nhóm kia liền bố trí nhiều thứ như vậy. Lúc này tìm cái cớ, vội vàng đem ba phần quy nguyên khí cũng phát ra. Dịp trần. Đồ vật trước không vội. Chờ ta suy tính cho ngươi một phen, nếu là ngươi cảm thấy đúng, ta lại thu. Ta mặc dù hiểu một ít tướng mệnh chi pháp, nhưng cũng là lần đầu tiên cho thế giới khác sinh linh suy tính. Có thể tính đúng hay không, cũng không nắm chắc. Diệp Trần không vội và thu ba phần quy nguyên khí, càng không nói hết lời. Dù sao Hùng Bá gia nhập nhóm nói chuyện phím, một số chuyện chưa chắc sẽ dựa theo hắn biết nội dung vở kịch phát triển trước tiên chôn xuống phục bút cho dù nói sai cũng có thể có cớ chờ chính mình chân chính học tập thiên cơ thôi diễn chi pháp đến lúc đó hắn cũng không phải chỉ dựa vào đối với nội dung vở kịch quen thuộc đến đoán mệnh dịp trần hùng bá phát một tấm của ngươi tự chụp ảnh đến tốt nhất là gần một chút hùng bá thấy vậy vội vàng chụp mấy tấm ảnh gửi đến nhóm cha hắn dáng người khôi ngô tướng mạo uy nghiêm toàn thân đều lộ ra một cổ khí phách nhạc bất quần nhất đại bá chủ. Thành thị phi. Ta phản phất thấy được thiết đảm thần hầu, hộ long sơn trang chi chủ. Gia các khổng binh. Khí thế này, có mấy phần đế vương A. Bộ dáng hùng bá, kinh sợ không ít người. Diệp Trần cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bộ dáng hùng bá, cùng trong trí nhớ của hắn cái kia hùng bá, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa còn trở thành nhân vật chân thật, cả người thoạt nhìn so với hùng bá trong phim truyền hình càng thêm uy nghiêm. Diệp Trần Có chút ý tứ Người dị giới quả nhiên kỳ lạ Lấy thiên cơ của ta thôi diễn tạo nghệ, cho dù là một quốc gia vận mệnh đều xem dễ dàng suy tính ra Tướng mạo của ngươi, ta thoạt nhìn lại có chút mơ hồ, phản phất bị sương mù che lấp Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhóm đều chấn động Diệp Trần Đại Lão, thậm chí ngay cả vận mệnh quốc gia cũng có thể dễ dàng suy tính đây chính là đại lão trong miệng hơi hiểu sao cũng quá khiêm tốn đương nhiên cùng tất cả mọi người bất đồng chính là hùng bá lại là khẩn trương lên hùng bá đại lão có thể tính sao cái này tính là gì thế giới cách ly sao với trình độ của dịp trần đại lão lại nói không thấy rõ vận mệnh của mình dịp trần vấn đề không lớn. Nhiều nhất là dùng chút bản lĩnh thật sự. Ta thiên cơ thôi diễn chi pháp một mực không cách nào đề cao, cái này cũng quá tốt. Ta ước gì cái gì cũng không nhìn thấy mới tốt. Nhóm trò chuyện quả nhiên là đại cơ duyên, ngoại trừ nơi này, có thể tìm không thấy một đám người thế giới khác đến cho ta tôi luyện thiên cơ thôi diễn chi pháp. Diệp Trần Hùng Bá Người muốn tính là phương diện nào? Cảm xúc Tài sản hay sự nghiệp? Hùng bá. Ta muốn biết bá nghiệp của ta có thể hay không thành. Diệp Trần. Chờ vài phút, ta suy tính một chút lại cho ngươi kết quả. Diệp Trần nói xong, liền không nói nữa. Hắn đương nhiên không phải thật sự đi thôi diễn, hắn còn không có học bói toán chi pháp, mà là đang nhớ lại nguyên tắc bên trong liên quan đến hùng bá sự tình. Gia các khổng binh. Cắm cái quảng cáo, muốn đoán mệnh, không nhất định phải tìm Diệp Trần Đại Lão trình độ tướng thuật của vợ tôi, tuyệt đối là đứng đầu thế giới chúng ta. Tìm ta, ta thu phí không có đắt như dịp trần đại lão. Bắt quỷ cả nhà vui vẻ, và các khổng bình lộ ra thần sắc ảo não. Lão bà của mình trâu bò như vậy, dĩ nhiên cũng thật không ngờ thông qua năng lực của lão bà ở trong nhóm nói chuyện phím đổi đồ. Hoảng hoảng gia các khổng bình. Công nhận cùng dịp trần đại lão đoạt làm ăn, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Yến xích hà. Diệp Trần Đại Lão tạo nghệ, đều thiếu chút nữa suy tính không được gì thế giới người vận mệnh, người xác định lão bà của ngươi có năng lực này. Gia các Khổng binh, Không thử làm sao biết, dù sao suy tính không ra, không thu đồ của các ngươi. Lời này vừa nói ra, không ít người lộ ra thần sắc ý động. Tuyệt học của ai, đều muốn lấy ở trong khu thương mại điểm tích lũy bán. Cho Diệp Trần, liền ý nghĩa khả năng ít đi một phần tích lũy thu nhập. Trong nhóm nói chuyện phím, điểm tích lũy mới là hàng cứng duy nhất. Và các khổng bình quảng quảng. Lấy cảnh giới của dịp trần đại lão, sẽ cùng ta sau đo loại chuyện nhỏ này. Hắn xem bói cho các ngươi, là vì nâng cao trình độ tướng thuật. Ta là vì ăn cơm, hắn làm sao có thể làm khó tiểu nhân vật như ta. Yêu nguyệt. Dịp trần đại lão còn không có tính ra sao. Tiểu long nữ. Ngồi chờ dịp trần đại lão dịp trần ngươi thật không phải đồ vật tiểu long nữ yêu nguyệt Quảng oảng dịp trần bỗng nhiên nổi bong bóng còn nói ra lời như vậy trong lúc nhất thời đầy màn hình đều là dấu chấm hỏi chỉ có hùng bá trong chốc lát chính là biến sắc trương tam phong dịp trần đại lão nói hẳn là hùng bá yến xích hà khẳng định một điểm chính là hùng bá kiều phong Diệp Trần Đại Lão tại sao phải mắng hùng bá? Thành Thị Phi, Diệp Trần Đại Lão tính ra cái gì sao? Gia Cát Khổng Bình, thầy bói cũng có cái giá phải trả. Ngươi nếu đã làm qua chuyện xấu, chuyện xấu ở Cao Minh tướng sư trước mặt hoàn toàn không có bí mật gì. Nhắc nhở mọi người một câu, sớm biết được thiên cơ, có thể sẽ đem một ít chuyện không tốt sớm dẫn phát. Tiết lộ thiên cơ, gặp phải cắn trả không chỉ có tướng sư bản thân ngươi cũng sẽ phải trả giá. Kiếp nạn vốn có thể vượt qua, có thể sẽ trở nên càng khó khăn. Tướng sư cùng nói, có câu mạng càng tính càng mỏng, vận càng tính càng thấp, đây cũng không phải là nói đùa. Thiên hạ hội, hùng bá thấy gia các khổng bình nói, đột nhiên biến sắc. Thiên cơ cắn trả, còn có thể cắn trả lên người thầy bói sao? Nê Bồ Tát lúc trước, cũng không có cùng mình nói qua những thứ này a à. Trương Tam Phong thầy bói lại có nhiều chỗ xấu như vậy. Tiểu Long Nữ Ta cho rằng mắng ta đây, dịp trần đại lão hù chết người ta. Yêu Nguyệt Mắng hùng bá Vậy không sao rồi. Nhạc bất quần Tướng sư cũng quá trâu bò, đây chẳng phải là nói bất luận kẻ nào tại tướng sư trước mặt, đều không có bí mật. Gia các khổng bình Yên tâm đi, tướng sư sẽ không thấy một người liền suy tính bọn họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, suy tính là có cái giá phải trả. Quảng quảng. Tò mò hùng bá làm chuyện ác gì, chọc cho dịp trần đại lão trực tiếp mắng chửi. Lý tâm hoang. Tò mò thêm một. Yến xích hà. Hùng bá hoàn toàn không dám nói, dịp trần đại lão nói mau, hùng bá đến tột cùng xấu bao nhiêu. T.S. Tác giả quân quỳ cầu hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá bạn đọc không có số liệu, trả lời cũng được. Chương 10 Hùng bá bị võng bạo, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Hùng bá bị võng bạo, cầu hoa tươi, dịp trần hùng bá. Ta xem tướng mạo ngươi, mặc dù có uy nghiêm, nhưng mang theo hung tướng. Trong tướng mạo, ngươi vì một quyển võ công bí tịch, không tiếc sát hại sư phụ cùng sư huynh. Những gì tôi nói có đúng không? nói ngươi không phải đồ vật không có oan uổng ngươi chứ trong thiên hạ hùng bá toát mồ hôi lạnh dịp trần một chút cũng không oan uổng hắn những chuyện này hắn đều đã làm qua hắn lộ ra thần sắc khó tin thật đúng là đã làm chuyện gì ở trước mặt tướng sư đều là rõ ràng hiện tại những chuyện này tuôn ra danh dự của hắn trong nhóm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn không ai dám cùng người như hắn chân chính kết giao bằng hữu đương nhiên hắn cũng không cần bằng hữu gì. Nhưng trong nhóm nói chuyện phím, có đôi khi sẽ có nhiệm vụ xuất hiện, cần mấy người cùng nhau hoàn thành. Vì võ công bí tịch, giết sư phụ chuyện ác như vậy đều làm được, ai còn dám cùng hắn hùng bá cùng nhau làm nhiệm vụ. Cho dù bị ép cùng nhau, cũng sẽ luôn luôn đề phòng hắn. Gia các khổng bình không nói sai, đây chính là cái giá của thầy bói, quả nhiên là mệnh càng tính càng mỏng, vận càng tính càng thấp. Trong nhóm nói chuyện phím, Diệp trần tin tức vừa ra đầu tiên là yên tĩnh ngay sau đó liền sôi trào kiều phong hùng bá thật đúng là không phải thứ gì kiều phong lấy cùng người như ngươi cùng ở trong nhóm nói chuyện phím làm hổ thẹn thành thị phi người lại có thể xấu đến mức này thật sự là mở rộng tầm mắt nhạc bất quần hùng bá đại lão không phủ nhận xem ra dịp trần đại lão nói là thật rồi trương tam phong nói thật người ta cũng chính là không ở cùng một cái thế giới, nếu không lão đạo lập tức liền xuống núi giết chết ngươi. Yến xích hà. Heo chó không bằng. Quảng quảng. Cho dù là ma đạo, cũng khinh bỉ loại hành vi này của anh. Vốn tu vi hùng bá, ở trong nhóm cha, vẫn là tồn tại được người tôn kính. Nhưng bây giờ, cho dù là ma môn thánh nữ quảng quảng cũng đang phun hắn. Loại hành vi súc sinh thí sư này, cho dù là ma đạo cũng không có mấy người có thể làm ra. Tất cả mọi người hoàn toàn không có cho hùng bá mặt mũi, đều đối với hắn rất trơ trẽn. Diệp Trần Ngươi hỏi bá nghiệp của ngươi đúng không? Cái gọi là bá nghiệp của ngươi, chính là lấy gian dâm nữ nhi của huynh để kết nghĩa, dùng nữ nhi của huynh để kết nghĩa uy hiếp, để cho huynh đệ kết nghĩa đem công lực truyền cho ngươi. Sau đó ngươi lại chiếm lấy gia nghiệp của huynh để kết nghĩa, cuối cùng mới có thành tựu như bây giờ ngươi cũng không biết xấu hổ nói bá nghiệp bá ở đâu tất cả mọi người không nghĩ tới hùng bá chuyện ác vậy mà còn chưa xong có những thứ còn tệ hơn hắn dĩ nhiên là cuộc khởi như vậy giết sư phụ giết sư huynh giết huynh đệ kết bái chiếm lấy gia sản huynh đệ kết bái đây là một tên bại hoại như thế nào a à? cho dù là bọn họ đã quen nhìn người xấu đều bị hùng bá đổi mới nhận thức trương tam phong ngươi thật sự là heo chó không bằng a yến xích hà đại đao của bổn tọa đói khát khó nhìn kiều phong mọi người từ nay về sau rời xa hùng bá một chút đi lúc nào bị tính kế cũng không biết yêu nguyệt ta đều nhìn không nổi nữa ngươi nếu là ở thế giới của ta ta cũng muốn bắn chết ngươi lý tâm hoang quả thực đê tiện vô sĩ trong thoáng chốc người trong nhóm lại phun một trận về phía hùng bá trong đám người không nói đều là người tốt, nhưng cũng không có người giống như Hùng Bá bình thường phát rồ. Huống chi nơi này còn là mạng lưới, ở địa phương như vậy, ai không phải trọng quyền xuất kích. Võng bạo Hùng Bá, không ai sẽ sợ hãi. Hùng Bá Diệp Trần Diệp Trần Đại Lão, ta liền để cho ngươi tính mạng, có cần phải nói nhiều như vậy. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta bá nghiệp có thể hay không thành tựu được rồi. Phong vân thế giới, Hùng Bá mặt đều tái mét hắn không nghĩ tới dịp trần thôi diễn ra chính mình đã làm qua chuyện xấu, lại trực tiếp ở trong nhóm từng kiện từng kiện nói ra. Những chuyện này nói ra, hắn ở nhóm chắc xem như xong đời. gia các khổng bình hùng bá. Ta đã nói, thầy bói là phải trả giá thật lớn. Khi tướng sư xem bói cho người ta, vì gia tăng độ tin cậy, biểu hiện ra bản lĩnh của mình, đều sẽ đem chuyện đã xảy ra trên người thầy bói nói ra một ít, dùng cái này để chấn động người xem bói hiển nhiên ngươi chuyện xấu quá nhiều, chưa từng làm một việc gì. Diệp Trần Đại Lão cho dù muốn cho ngươi giữ mặt mũi cũng không có biện pháp. Hơn nữa Diệp Trần như vậy Đại Lão, trong ánh mắt chỉ sợ nhu không được hạt cát. Nếu các ngươi cùng một thế giới, hắn có thể đều bắn chết ngươi. Sau này làm người tốt đi, đừng làm những chuyện tán tận lương tâm này. Mẹ nó. Trong mắt Hùng bá lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trương Tam Phong, Yến Xích Hà, dịp trần phun hắn coi như xong những thứ này đều là đại lão hắn hùng bá không thể trêu vào nhưng gia các khổng bình ngươi là cái thái gì còn có cái khác mấy cái nếu không là không ở một cái thế giới biết ta những chuyện này nhất định bắn chết các ngươi hùng bá thầm hận muốn giết người cho hạ giận đều làm không được dù sao cách một thế giới sau khi suy tính quá khứ của ngươi ta rất chán ghét ngươi bất quá căn cứ tướng sư quy cũ, nếu ra tay liền cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút, nhắc nhở một chút ngươi kế tiếp sắp tao ngộ sự tình, cho ngươi có cơ hội cải mệnh. Ngươi đã không kiên nhẫn, chỉ muốn biết kết quả, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết kết quả đi, cái gọi là bá nghiệp của ngươi, sắp sụp đổ. Thiên hạ sẽ sớm đổi chủ. Con ngươi hùng bá co rụt lại, trong nháy mắt da đầu tê dại. Hắn vốn là mê tín, tin thầy bói nhất, nếu không sẽ không cố chấp muốn tìm được nơi bồ tát hiện tại diệp trần đã thể hiện ra kinh khủng suy tính năng lực tất cả hắn đã làm chuyện ác đều toàn bộ suy tính ra diệp trần nói bá nghiệp của hắn thất bại thiên hạ sẽ sắp đổi chủ tất nhiên không phải hù dọa chính mình phiền toái nhất vẫn là lời của mình đắc tội diệp trần để diệp trần nói thẳng kết quả không nói là như thế nào thất bại chính mình một câu nói bỏ lỡ cải mệnh cơ hội không biết xảy ra như thế nào, biết kết quả thì có ích lợi gì. Đều tại đám hỗn đảng này. Hùng bá hận thấu người trong nhóm. Nếu không là những tên hỗn đảng này vẫn phun hắn, võng bạo hắn, để cho hắn dưới cơn giận dữ nói Diệp Trần một câu, hắn cũng không đến mức đắc tội Diệp Trần. Kiều Phong Thống khoái Lý Tâm Hoang Thất bại tốt a à, nếu người như vậy đều có thể thành công, cũng quá không có thiên lý. Trương Tam Phong lão đạo vẫn tin tưởng vững chắc ta không áp chính ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy trong lòng không đếm sao yến xích hà thoải mái rồi báo ứng cuối cùng cũng tới gia cát khổng bình ngươi trâu bò a à, nguyên bản còn có chút cơ hội cải mệnh nhưng ngươi lại dám đắc tội dịp trần đại lão không biết không thể đắc tội tướng sư sao thủ đoạn trâu bò tướng sư đắc tội đối phương cho dù trong mạng ngươi thành công bọn họ cũng có thể sửa lại cho ngươi hơn nữa thầy bói thứ đồ chơi này, tướng sư cùng ngươi nói chuyện thời điểm đại biểu chính là thiên đạo, thiên cơ. Loại thời điểm này lời bọn họ nói ra, cơ bản chính là thiên cơ, chuyện phía sau, nhất định sẽ dựa theo thiên cơ phát triển. Vào lúc này, ngàn vạn lần không thể chọc giận tướng sư. Hùng bá mặt đen như đáy nồi. Ý là mình biến khéo thành vụn sao? Tướng sư chọc không được sao? Tại sao Bồ Tát Nê lại không dám lớn tiếng nói chuyện với ta? hắn vội vàng ở trong nhóm chát diệp trần hùng bá diệp trần diệp trần đại lão trước là ta ngữ khí nặng một chút xin đại lão không nên chấp nhặt với ta van cầu đại lão nói cho ta biết là ai hủy bá nghiệp của ta là ai đoạt thiên hạ hội cầu đại lão chỉ điểm cho ta phương pháp cải mệnh ts tác giả quân quỳ cầu hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá bạn đọc không có số liệu trả lời cũng được